kính chào khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Sau đây sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 3, Thường trực Hội đồng Dân tỉnh đã tổ chức phiên họp định kỳ tháng 3. Chủ trì phiên họp là ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Về phía Ủy ban Nhân tỉnh, ông Dự Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân tỉnh dự phiên họp cùng lãnh đạo các sở ngành. Tại phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình một số nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến tổ chức cuối tháng 3 này để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã cơ bản thống nhất đưa các nội dung vào chương trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét quyết nghị. Tiếp đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hai tờ trình Thứ nhất là tờ trình số 559 đề nghị xây dựng nghị quyết quy định việc giảm phí, lệ phí, thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tờ trình tiếp theo là tờ trình 568 đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn và ở các áp khu phố, mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã, việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp khu phố, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất đồng ý chủ trương xây dựng hai nghị quyết theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ban chuyên môn của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo nghị quyết, đảm bảo tính khoa học và chặt chẽ. Ngày 6 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt lãnh đạo ban tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn quân khu đầu xuân giáp thìn năm 2024. Dự và chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan quân khu. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh, năm 2023, các cơ quan tuyên giáo, truyền thông, báo chí đã phối hợp chặt chẽ, chủ động đưa tin tuyên truyền, lan tỏa kết quả hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu với vai trò đồng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, vượt mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tặng bằng khen cho 39 tập thể và 50 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu năm 2023. Chiều ngày 5 tháng 3 năm 2024 tại Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Ủy ban dân tỉnh Long An trao quyết định thưởng nóng 60 triệu đồng cho các tập thể gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An, Đội Công nghệ thông tin, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và Công an xã An Thành, huyện Bến Cầu đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm đến dự có đại tá phạm thanh tâm phó giám đốc công an tỉnh long an, đại tá lý hồng sinh phó giám đốc công an tỉnh tây ninh. Trước đó, công an tỉnh tây ninh phối hợp công an tỉnh long an bắt giữ bốn đối tượng cướp tài sản gồm nguyễn văn cường 38 tuổi, lê tuấn anh 35 tuổi, nguyễn an khương 25 tuổi và huỳnh châu mười 38 tuổi cùng ngụ huyện tân châu tỉnh tây ninh. mở rộng điều tra, lực lượng công an hai tỉnh đã bắt giữ thêm 12 đối tượng liên quan khác đều ngụ tỉnh tây ninh các đối tượng này đã cùng nhau thực hiện 15 vụ cướp thuốc lá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Long An. Sáng ngày 6 tháng 3 tại Trung tâm Sinh hoạt Thanh Thiếu Niên, Công đội Nhân chức tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và hội thi trưng bày ẩm thực tiệc buffet. Trong buổi họp mặt, các cán bộ đoàn viên công chức cũng đã tham gia hội thi trưng bày ẩm thực tiệc buffet. Hội thi thu hút sự tham gia của đông đảo các đơn vị trong tỉnh, mỗi đơn vị đã mang đến những mâm cỗ đầy màu sắc, thể hiện sự sáng tạo và tài hoa của phụ nữ Tây Ninh. Ngày 6 tháng 3 năm 2024, Công an huyện Bến Cầu cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Hoàng Vinh, 28 tuổi, ngụ ấp Bình Thuận, xã Phước Bình, thị xã Trang Bàng, để điều tra làm rõ hành vi dân chuyển hàng cấm. Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3 năm 2024, tại ấp Chánh, xã An Thành, huyện Bến Cầu, đội cảnh sát kinh tế công an huyện Bến Cầu phát hiện bắt giữ đối tượng Đặng Hoàng Vinh có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Tan vật tạm giữ 1.500 bao thuốc lá điếu và một xe mô tô là phương tiện vận chuyển. Tại cơ quan công an, đối tượng Vinh khai nhận được thuê vận chuyển với tiền công 200.000 đồng một chuyến. Được biết, đối tượng Vinh có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và ba tiền sự về ma túy. Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, các thiết bị 2G không hợp chuẩn sẽ bị chặn nhập mạng từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 và tiến tới tắt hoàn toàn sóng 2G vào tháng 9 năm 2024. Để không khách hàng nào bị bỏ lại phía sau, các nhà mạng đã chuẩn bị lộ trình tắt sóng với các phương án hỗ trợ chuyển đổi tối ưu. Lợi ích khi tắt sóng 2G là giúp người sử dụng dễ dàng tiếp cận cho các thiết bị thông minh để nhanh tốc độ chuyển đổi số. Bên cạnh đó, khi các thiết bị 2G được yêu cầu kết nối mạng theo danh sách chứng nhận hợp quy vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, còn có phần hạn chế các thiết bị phát tán tin nhắn rác truyền thống. Thực hiện kế hoạch đến tháng 9 năm 2024 sẽ tắt sóng 2G. Hiện nay, các nhà mạng đã sẵn sàng lộ trình triển khai và phương án hỗ trợ chuyển đổi tới ưu cho người dùng. Thứ Nhất là chúng tôi chủ động ra sát các vùng phủ sóng của 2G, 4G và 5G để tại các khu vực. Và dự kiến chúng tôi sẽ phát triển trạm khoảng hơn 300 trạm trong năm 2000, 4G, 5G trong năm 2024. Thứ hai là chúng tôi chuẩn bị các cái dòng điện thoại 4G giá rẻ, smartphone 4G giá rẻ để phục vụ cho người khách hàng có nhu cầu. Cái thứ ba là chúng tôi thực hiện các cái ưu đãi miễn phí về về sử dụng data sử dụng truy cập mạng khi khách hàng chuyển đổi lên từ 2G lên 4G. Tiếp theo là chúng tôi kết hợp với chính quyền và công an xã phường để chuyển đổi 4G cho từ 2G lên 4G cho người dân. Hiện nay, để khuyến khích cho việc chuyển đổi từ 2G lên 4G cùng với các nhà mạng khác, Viettel đã tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi quay số hấp dẫn để thu hút khách hàng như tặng xe máy Honda Vision, smartphone, data phúc gọi việc chuyển dịch lên 4G giúp người dùng có thể truy cập Internet tốc độ cao, thuận tiện sử dụng các dịch vụ trực tuyến tiện ích trong giáo dục y tế, thanh toán, giải trí là nền tảng để phục vụ triển khai công nghệ thông tin chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Chuyển đổi ra 2G sang 4G thì tôi nghe truyền thông các thứ thì cũng đưa rồi với lại nhân viên Viettel cũng gọi điện mấy lần. Đại khái là, là thì nâng cao cái, cái 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 sóng của mình lên càng càng nhanh càng tốt thôi không thấy là không trở ngại gì cả sử dụng điện thoại 2G chỉ để nghe gọi và nhắn tin sẽ giúp người sử dụng không thể dùng các tiện ích thông minh các dịch vụ công trực tuyến vì vậy hiện nay đối với những người dân đang sử dụng điện thoại 2G có thể đến trực tiếp tại các trung tâm dịch vụ của các nhà mạng để được hỗ trợ chuyển đổi kịp thời Thú vị trong danh sách các cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu dinh dự, nhà nước, nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10, có 77 nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, múa, sân khấu, phát thanh truyền hình. Trong đó có những người trong cùng một gia đình của làng nghệ thuật phía Bắc có tên trong danh sách nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ Tấn Minh và vợ là nghệ sĩ Chèo Thu Huyền đều đã có gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nghệ sĩ Tấn Minh hiện là giám đốc nhà hát ca mối nhạc Thăng Long, thành phố Hà Nội. Anh được khán giả yêu mến nhờ giọng hát ngọt ngào, trầm ấm. Trong quá trình điều hành nhà hát, anh đã giành được huy chương vàng, huy chương bạc, giải đạo diễn xuất sắc nhất, nhạc sĩ xuất sắc nhất tại liên hoan ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Với nghệ sĩ Tấn Minh, danh hiệu nghệ sĩ nhân dân là sự tôn vinh các nghệ sĩ, từ đó tiếp tục thúc đẩy năng lực sáng tạo, khát dòng cống hiến của dân nghệ sĩ. Chúng tôi không bao giờ dừng lại kể cái việc khi chúng tôi làm những công việc này đó là sự đam mê đó là cái lý tưởng sống và chúng tôi cũng ngay từ đầu cũng không bao giờ nghĩ đến cái việc có như có ngày như hôm nay và chúng tôi vẫn tiếp tục cống hiến còn tuy nhiên thì được ghi nhận như thế này thì không riêng từ mình đâu tất cả mọi người đều rất là là vui hạnh phúc khi được những cái bao nhiêu năm cống hiến của mình sự nỗ lực không ngừng và chưa bao giờ dừng lại và được ghi nhận còn nghệ sĩ Thu Huyền từng nổi tiếng với gia diễn thị màu trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính. Gần 30 năm trong nghề, nghệ sĩ Thu Huyền đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu trong việc gìn giữ, lan tỏa và trao truyền nghệ thuật truyền thống. Không chỉ gia đình các nghệ sĩ mà tất cả 125 nghệ sĩ nhân dân và 264 nghệ sĩ ưu tú đợt này đều hạnh phúc và tự hào khi được đón nhận danh hiệu cao quý của nhà nước trao tặng. Đồng thời họ cũng ý thức rõ hơn những đóng góp cống hiến của mình cho nghệ thuật. Ngày 6 tháng 3, các nhà lãnh đạo của Australia và Lào đã ký thỏa thuận nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện. Lễ ký kết diễn ra bên lề hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Australia. Thỏa thuận nâng cấp quan hệ song phương đã được Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sorn Say Sĩ ký tại thành phố Melbourne, Australia. Quan hệ đối tác toàn diện Australia-Lào sẽ thúc đẩy hợp tác song phương trên bốn trụ cột phản ánh những ưu tiên chung của cả hai nước trong tương lai, bao gồm con người, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, kinh tế, thương mại và đầu tư, khí hậu, môi trường và năng lượng, quốc phòng và thực thi pháp lực. Nhân dịp này, Thủ tướng Abani cũng cam kết cung cấp 3 triệu đô la Úc, tương đương gần 2 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ loại trừ bệnh sốt xuất huyết ở Lào. Ngày 5 tháng 3, ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến Uber Eats của Mỹ đã chính thức triển khai dịch vụ giao hàng bằng robot ở một số khu vực tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Đây được kỳ vọng sẽ là giải pháp có thể giải quyết được tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành dịch vụ ăn uống tại quốc gia Đông Bắc Á. Robot giao hàng của Uber Eats có hình hộp với mắt chính là đèn pha hình chuông và ba bánh xe ở mỗi bên để điều hướng khi di chuyển. Robot có thể di chuyển với tốc độ tối đa 5,4 km h có đèn nhấp nháy xung quanh nắp và luôn có kỹ sư giám sát để có thể can thiệp trong trường hợp xảy ra sự cố. Robot cũng được tích hợp cảm biến để có thể tránh người đi bộ và chướng ngại vật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.